và form cuối cùng để khép lại tất cả những bad mark của Bill. Tất nhiên còn form rùa cũng như đồng hồ, nhưng form đó không thể hiện nên mình sẽ không đề cập tới nhé. Form cuối cùng sẽ là cá mập cùng với một chiếc xe mô tô. Với tạo hình cá mập chất lượng hơn tất cả những form trong tập này cũng như những bad mark trước của Bill, với biểu tượng loài cá mập bên vai phải, với phương xéo được đầm trên vai phải của Bill, phần vây cá mập nằm trên cổ tay của anh, khả năng chính của nó tấn công bằng phần vây cá mập cũng như khả năng dò ra những di chuyển con mồi cũng như kẻ thù, giống như cách loài cá mập săn mồi, kết hợp với nó là bay, hình dạng được tạo ra với tông màu đối xứng, cũng như rất thích hợp khi đây là hai tông màu tượng trưng cho Bill là xanh và đỏ. Nó là trực tiếp chiếc xe của Coral Bill với biểu tượng đầu xe ở phần vai trái và biểu tượng bánh xe bên vai phải. Ban đầu thì anh sẽ dùng bánh xe để tấn công cũng như phòng thủ, khá thô và vô cùng yếu. Nhưng khi kết hợp được hoàn hảo, Bestmark này lại với nhau và tận dụng được nó. Cá mập dò tìm ra con mồi, chiếc xe sẽ định vị vị trí đó và ra hàng loạt phân ảnh của mình, tấn công kẻ thù bằng hàng loạt chiếc xe của Bill với những cú tông xe sang chấn tâm lý. Đòn final thách của anh sẽ nhảy lên bầu trời ra một đòn rider kick cơ bản kết hợp từ lực cắn của cá mập cũng như cú tông xe cực mạnh từ hình dạng bay để kết liễu kẻ thù.